Hello, xin chào quý anh chị nhà đầu tư. Chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với kênh Ichimoku Club, quay trở lại với cái chuỗi series nhận định về các cái cổ phiếu của em Nam anh chị nhé. Và hôm nay thì em Nam sẽ mang đến cho anh chị một cái cổ phiếu thuộc nhóm dầu khí. Đấy là cổ phiếu BSR, chậm nhưng mà chắc anh chị nhé. Ok, sorry anh chị. Anh chị vào tham gia theo dõi thì cả nhà cố gắng để lại những cái lượt like giúp Nam nhé. Thả những cái trái tim màu tím ở dưới một comment để tăng cái độ tương tác. Thì BSR là một trong những cái cổ phiếu gần như là nhóm thuộc loại blue chip của nhóm dầu khí anh chị, và nó thuộc hiện tại đang thuộc sàn Upcom, và cái cách giao dịch của nó thì khá là chậm. Tuy nhiên thì đây lại là một cổ phiếu mà mang cái tính cơ bản rất là cao, nó phù hợp cho những anh chị nào mua đầu tư, và kể cả trong ngắn hạn thì nó đôi khi nó có những cái nhịp sóng tăng rất là mạnh anh chị. Ví dụ như là vào năm 2022, cái sóng liên quan đến cái biên lợi nhuận của con BSR, cái crash spread ấy, nó tăng rất là mạnh, đúng không? Nó tăng là một trong những cổ phiếu tăng tốt nhất vào cái giai đoạn đó, tăng từ 17 và tăng đến 31. Anh chị nào mà đánh được cái sóng BSR cái nhịp này thì mọi người sẽ cực kỳ là thành công anh chị nhá. Đó, đấy là cổ phiếu BSR. Thì ở thời điểm hiện tại anh chị thấy là nó đang có những cái quá trình nhịp vừa rồi thị trường rơi thì nó cũng rơi từ vùng giá 22, nó rơi về vùng giá 17. Đúng không ạ? Rơi đâu đó khoảng đo xem nào. Rơi đâu đó 23%, tức là so với các cổ phiếu còn lại thì bởi vì nó là một cổ phiếu blue chip cho nên là nó rơi ít hơn. Anh chị thấy chứng khoán thép bất động sản có những cổ phiếu rơi tới 40%, đúng không ạ? Rơi 40%. Thì hiện tại thì BSR nó có một cái cú hồi phục và sau đó tích lũy đi ngang rất lâu. Đấy, vùng này là nó tích lũy từ đầu tháng 11 đến thời điểm hiện tại, bây giờ nó vẫn chỉ loanh quanh cái vùng giá 18-19 thôi. Đấy, anh chị thấy đây là cái biên tích lũy của cổ phiếu BSR. Thì chúng ta nhìn ở trên khung ngày thì đây là một cái sự tích lũy, thì ở cái vùng giá 19 này anh chị có thể lấy thăm dò được. Và khi nó break, nó vượt được cái vùng giá 19.5 thì anh chị lấy thêm để chúng ta đánh một cái nhịp ngắn về cái vùng giá 21.5 là cái target đầu tiên của con BSR. Khả năng thì trong tuần sau Nam nghĩ là nó sẽ tích lũy thêm. Và về thị trường thì nếu mà thị trường của chúng ta nó có những cái nhịp break vượt được cái vùng 1120 thì con này nó sẽ break và nó sẽ tiến về các cái vùng đỉnh cũ anh chị nhá, đỉnh cũ của nó. Tuy nhiên là anh chị sẽ phải đặt một cái điểm stop loss ở cái vùng giá 18, thủng 18 thì chị phải bán nhá. Nó thủng nền thì khả năng là nó sẽ có những cú breakdown đi xuống. Thì đấy là cổ phiếu BSR ở trong ngắn hạn. Nếu mà chúng ta nhìn ở trong chung và dài hạn anh chị thấy ở trong chart tuần thì bắt đầu hiện tại nó cũng đang có những cái sự bóp ben tích lũy. Tức là đây là một cổ phiếu mà dành cho cả anh chị về trung hạn. Tức là vừa rồi thì Nam đang nói về một cái nhịp ngắn hạn, nếu anh chị đánh được nhịp này, đấy, mua ở đâu, cắt lỗ ở đâu, chốt lời ở đâu và gia tăng thêm ở đâu, đúng không ạ? Còn anh chị nào đầu tư thì đây cũng là một cái cổ phiếu dầu khí mà Nam cũng đánh giá là mặc dù nó chậm nhưng mà nó khá là chắc anh chị, và nó xứng đáng để cho anh chị đầu tư anh chị nhá. Cái vùng mua đẹp đầu tư thì là cái vùng giá 17.x cơ, nhưng mà hôm trước thì nó về đến và nó rút chân lên rất là nhanh. Thì góc nhìn của em sorry anh chị nhá, góc nhìn của em Nam ấy là cổ phiếu này ở trong nhóm, ở trong khung tuần thì qua tuần sau có 1 cho đến 2 tuần nữa, đúng không, khi nào nó vượt lại được cái vùng giá 20 đấy và nó tích lũy ở trên vùng này ấy, đấy, thì nó sẽ có cái cơ hội để tăng rất tốt ở trong chung và dài hạn anh chị nhé. Anh chị nhớ giúp Nam là chung và dài hạn. Còn vừa rồi nói về khung ngày thì mình chỉ nói trong những cái nhịp đánh ngắn thôi, còn nó trong chung và dài hạn thì em vẫn đánh giá cổ phiếu này là một cổ phiếu nó chậm nhưng mà nó phù hợp cho những anh chị nào có cái sự kiên nhẫn cao và anh chị có thể chờ đợi được. Nhìn ở trong khung tháng anh chị thấy là hiện tại cái mây tương lai của nó cũng đang dựng dần lên, đúng không đấy, và Tecan và Kijun thì đang nằm trên mây, và cái hiện tại thì trong 1 cho đến 2 tháng nữa thì cái con BSR này nó sẽ có thể bám cho cái mây này đi lên anh chị. Bám cho cái mây này đi lên. Đó, tức là mặc dù nó đi lên thì Nam đánh giá là rất chậm thôi, nhưng mà nó sẽ khá là chắc cho anh chị nào mà thứ nhất là con này nó là một con cổ phiếu mà có một cái thanh khoản rất tốt, tức là đáp ứng được cho những anh chị mà dòng tiền lớn, anh chị có thể là tham gia để đầu tư, đúng không? Tham gia để đầu tư. Đấy, chart tuần thì Nam đánh giá là trong 1 đến 2 tuần nữa nó sẽ thoáng, còn chart tháng thì mình thấy là nó đang có vùng mây đỡ và có thể là bò theo mây đi lên về đỉnh cũ trong thời gian tới. Khi mà các cái vấn đề liên quan đến giá dầu thì Nam đánh giá hiện tại bây giờ chị thấy là giá dầu thế giới thì đang giảm. Đấy, nhưng mà để nó giảm sâu là rất khó, khi mà cái nhu cầu về giá dầu ấy ở trên của thế giới nó vẫn còn rất cao, một ngày hàng trăm triệu thùng dầu cơ, đúng không? Năm sau thì cái nhu cầu thậm chí còn cao năm nay. Thế do vậy cho nên là cái việc mà giá dầu nó giảm nó chỉ trong ngắn hạn thôi, còn về cái xu hướng thì nó chỉ cần giữ được, nó chỉ cần ở trên cái vùng 75 đô, đúng không, trên vùng này là cái nhóm dầu khí nó đã rất là ok rồi. Ví dụ như BSR thì cái vùng giá dầu mà nó hòa vốn là quanh đâu đó khoảng tầm 50 đô, đúng không, 45 cho đến 50 đô, mà hiện tại bây giờ giá dầu nó vẫn 80 đô và chỉ cần trên 70, 75 đô thôi thì Nam vẫn đánh giá là nó sẽ là nó vẫn
tốt cho nhóm dầu khí ở trong trung và dài hạn anh chị nhé. Và khi mà giá dầu nó có những cái cú hồi trở lại ấy, nó về đây khả năng nó không giảm thêm, nó hồi trở lại thì con BSR nó cũng sẽ có những cái tác động tích cực ở trong ngắn hạn mà đang có nói với chị là nó break được vùng giá 19.5 thì nó sẽ về được quanh cái vùng giá 21 nhé. Đấy sẽ là cái vùng một cái nhịp đánh ngắn cho anh chị. Còn anh chị mà đánh dài thì nhìn cho khung tuần và khung tháng thì mình thấy là nó cũng đang có những cái sự khá là khởi sắc đúng không? Có thể là bò theo đám mây từ từ đi lên và qua năm sau nó có thể chinh phục được cái vùng đỉnh cũ tại cái thời điểm thị trường của chúng ta 1.500 ấy, thời điểm mà nó lập đỉnh vào tháng 6 năm 2022 ấy, đâu đó vùng giá 30. Đấy, trong chung và dài hạn nhé. Anh chị nhé, còn hiện tại thì nó 18 19 thì ở góc nhìn của em là anh chị nào mà mua đầu tư mua mua để cầm thì Nam nghĩ là chậm nhưng mà khá là chắc anh chị. Và trong những cái trường hợp mà thị trường có xấu thì mình đánh giá là nó này nó không giảm sâu lắm đâu. Tất nhiên là anh chị nào đánh T cộng ấy, thì mọi người vẫn phải quản trị khi nó thủng nền. Còn anh chị nào mà đánh chung và dài hạn thì nói chung là giảm anh chị mua được càng được giá tốt thôi anh chị nhé. Đấy, đấy thì đấy là cổ phiếu BR Nam đánh giá rất là cao. Ngoài ra cũng có một cái điều sorry anh chị nhé, hơi ngứa họng một chút. Ngoài ra có một cái điều ấy là con BSR này thì nó có cái game chuyển sàn, hiện tại nó đang ở sàn Upcom anh chị, và có thể trong thời gian tới nó sẽ sang sàn HOSE và thậm chí được vào VN30. Thì đấy nó sẽ là những cái game của BSR trong thời gian tới. Tuy nhiên là cái đấy là liên quan đến các cái deal, cái game anh chị nhé. Còn về bản chất đúng không, về tất cả các cái câu chuyện của nhóm dầu khí và cá nhân BSR thì mình vẫn đánh giá BSR là một cổ phiếu anh chị có thể đầu tư được và đang đánh giá rất cao anh chị nhé. Giảm cũng là cơ hội, còn đánh ngắn thì anh chị nhớ là thăm dò và vượt 19.5 đúng không? Anh chị đánh một nhịp lên vùng giá 21. Còn anh chị mua chung và dài hạn thì anh chị cứ thoải mái cái vùng giá này, thậm chí là nó có điều chỉnh thì anh chị có thể mua thêm nhá. Ok, thì đấy là giới thiệu cho anh chị về cổ phiếu BSR thời điểm hiện tại. Anh chị đang tham gia theo dõi thì nhớ để lại những cái lượt like. Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Anh chị muốn trở thành khách hàng của em Nam thì nhớ liên hệ với số điện thoại 096 398 3379, mở một cái tài khoản mới, VPS mới hoặc là chuyển ID anh chị nhé, hoặc là tham gia hình thức thu phí thì cứ liên hệ số điện thoại thì Nam sẽ hỗ trợ anh chị. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong các cái video phân tích về cổ phiếu tiếp theo. Xin chào mọi người, bye bye.